Thêm một thông tin liên quan đến sự cố sập trường mầm non vườn xanh thuộc khu đô thị Sudico Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra hôm 25 tháng 9 vừa qua. Trước khi sự cố xảy ra, đơn vị tư vấn công nghệ đã có công văn gửi đơn vị thi công, chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình thi công, đồng thời cũng đưa ra các khuyến cáo. Theo đó, công văn chỉ rõ, quá trình thi công dự án trường Mầm non Vườn xanh, sau khi dỡ cốp pha sàn tầng 1 và tầng 2 đã xuất hiện vết nứt với độ rộng lớn nhất 0,3 mm. Khi tiến hành thi công đổ bê tông sàn tầng 1, nhà thầu thi công đã không báo kỹ sư của đơn vị tư vấn đến kiểm tra trước khi đổ. Nhà thầu thi công không đạt tiến độ thi công đã đề ra nên vừa đổ bê tông vừa hoàn thiện, lắp đặt cốt thép sàn tầng 2 công tác tổ chức thi công của nhà thầu không đảm bảo như thiếu ánh sáng thiết bị thi công không đảm bảo về chất lượng bê tông cán bộ kỹ thuật nhà thầu không kiểm tra kỹ dẫn tới có xe bê tông không đảm bảo chất lượng mà vẫn cho bơm bê tông vào sàn